Sinh năm 1936 trên mảnh đất Thanh Chương, Nghệ An, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ được biết đến với những ca khúc sống mãi cùng thời gian như Xa Khơi, Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó, Lời Ca Gửi Nọng, Mùa Xuân Gọi Bạn, Suối Mường Hum Còn Chảy Mãi, Xuân Về Trên Bàn, Mơ Quê. Âm nhạc Nguyễn Tài Tuệ đậm chất dân gian, nhưng điều đặc biệt là nó còn là sự hòa quyện của chất bác học. Không bao giờ chấp nhận sự dễ dãi, hời hợt trong nghệ thuật. Bởi thế hơn 60 năm lao động nghệ thuật, sáng tác của ông không quá nhiều. Thế nhưng tác phẩm nào ra đời lại là sự kết tinh của những giá trị được chắt lọc, trau chuốt, nghiền ngẫm của trí tuệ và tâm hồn. Chính những điều đó đã làm nên phong cách riêng hiếm có của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Nhằm tôn vinh những cống hiến của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ trong âm nhạc nước nhà cũng như âm nhạc mang âm hưởng dân gian xứ Nghệ, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ tổ chức đêm nhạc Nguyễn Tài Tuệ. Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018 tại trường quay S1 Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube Nghệ An TV, Facebook Truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, các ca sĩ Anh Thơ, Đăng Thuật, Quế Thương, Hiếu Nhi, Minh Đức, Thiểu Quang. Mời quý vị và các bạn đến tham dự và đón xem chương trình.